Trang xin gửi lời chào đến quý vị khán giả. Chúng ta đang cùng có mặt trong bếp để thực hiện một món ăn vặt rất là hấp dẫn, giòn giòn, thơm thơm, ngon ngon. Đó chính là món cơm cháy chà bông. Và ngày hôm nay thì đồng hành với Hà Trinh trong gian bếp sẽ là đầu bếp Thanh Tùng. Xin chào Thanh Tùng ạ. Xin chào Hà Trinh và chào quý vị khán giả. Bây giờ thì Hà Trinh thấy là chúng ta đã có sẵn chà bông nè, nếp nè. Nhưng mà không biết là phải thực hiện như thế nào để ra cái món cơm cháy chà bông hấp dẫn mà Hà Trinh vẫn thấy ở ngoài chợ ha. Thì cũng đơn giản thôi Hà Trinh. Đối với cái nguyên liệu thì em có ở đây có khoảng chừng nửa ký nếp thơm, chà bông. Mà ngoài ra thì có các cái gia vị đơn giản như là tương ớt hay là nước tương, nước mắm. Cơm cháy chà bông là món ăn chơi quen thuộc của nhiều người. Thưởng thức miếng cơm cháy giòn rụm tan từ từ trong miệng, hòa quyện với vị mặn đậm đà của chà bông, kích thích thêm vị giác cho người thưởng thức. Có nhiều cách để làm cơm cháy chà bông. Chương trình hôm nay hãy cùng làm món cơm cháy chà bông lạ miệng, song thật đơn giản dễ làm. Cái nếp này em phải ngâm trước khoảng 2 giờ đồng hồ với khoảng 1 muỗng cà phê muối để cho nó thấm gia vị và vo sạch đi để ráo. Xong đó mình lên đây mình bếp hấp cho cái xôi này nó chín là mềm ra. Và lúc đó mình đem ra mình cán và ép nó lại. Ồ vậy tổng cộng là khoảng 5-6 tiếng đồng hồ để cho cái nếp này thành cái phần xôi thơm dẻo để làm được cơm cháy chà bông. Thôi mất thời gian quá, thôi hỏi. Không phải vậy nè. Anh chỉ nói để cho em mục thị thấy như vậy cũng như quý khán giả thấy là cái giai đoạn thấy thôi. Nhưng hôm nay chuẩn bị sẵn rồi đúng không? Đúng rồi, hôm nay anh đã chuẩn bị trước cho em. Anh đã do anh hấp từ sáng tới giờ. Bước thứ hai là bây giờ mình lấy cái xôi này ra bỏ vào trong một cái khay hay một cái khuôn hay là ví dụ em thích làm cái hình vuông, hình tròn, hình chữ nhật gì đó. Em lấy nếp này em bỏ vào đây và ém lại. Là ép nó xong rồi ha. Dùng dao em sẽ sắn ra thành những cái miếng vừa theo ý em. Xong khi đã công đoạn vậy rồi thì em đem ra phơi với nắng hoặc đem ra trong cái lò mình đút vô lò mình làm cho nó sấy đi. Trong cái nhiệt độ mà nếu mà trong lò sấy nhà em á thì nhiệt độ cỡ khoảng chừng 80 đến 100 là đủ rồi, trong vòng 1 tiếng rưỡi. Nếu mà mình phơi nắng thì mấy ngày ạ? Nếu mà nắng dữ thì em phơi chừng 2 nắng là dữ lắm rồi. 2 nắng là 2 buổi đó anh hả? 2 buổi đó, thì buổi nào nắng gắt thì em phơi như vậy là. Nhưng mà theo anh chia sẻ với em và cũng như quý vị khán giả thì đối với cái này thì mình cứ nên phơi nắng đi. Với cái thành phố Hồ Chí Minh mà hiện thời là nắng ráo nè, mình phơi vậy thì 2 nắng thì cái bánh này mình chiên nó xốp hơn, nó ngon hơn. Và mình đút vào trong lò với nhiệt độ của điện đó, thì nó bánh nhiều lúc nó bị chai. Ồ, bây giờ mình phơi khô nó sẽ ra thành thế này giống như miếng bánh vậy đó. Khi em chiên nhiệt độ dầu ở đây, nếu em làm nhiệt độ dầu không đủ thì tự nhiên cái bánh này em chai. Mình phải thử dầu trước hả? Đúng rồi em. Thứ nhất là để muốn được cái nhiệt độ mà chiên thì theo như mà đúng thì người ta nói là từ 70 độ C đến 80 độ C. Còn anh em mình trong đây không có cái nhiệt kế để đo. Dạ. Thì kinh nghiệm thôi, mình bẻ một miếng. Rồi mình bỏ vô. Bỏ vô đây, nếu mà nó phồng lên, nó nổi lên mặt dầu giống như cơm là đẹp rồi. Còn nếu mà nó chìm xuống là chưa đạt. Chưa đạt, có nghĩa là nó hút đầy dầu trong này rồi. Bánh này mình chiên mình muốn cho nó nở đều thì em nên nhúng trong dầu và lắc lắc như thế này nhẹ nhẹ để cho không khí vào đều đây. Thì bánh mình nó không có chai và nó nở bung ra hết. Mà vàng nâu một chút xíu thì cái bánh mình nó giòn và nó thơm, nó không bị cháy. Rồi, bây giờ cái này là em thấy là cái vàng đều là như cơm rồi. Dạ. Rồi, mình gấp ra đây, bỏ vào đây cho nó ráo dầu. Cho cỡ khoảng chừng một muỗng súp dầu ăn. Tùng có làm sẵn cái đầu hành. Mình bắt đầu là nêm. Em nghe không? Rộp 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 luôn. Cái này thì ăn giòn mà nó khá là xốp, thơm ngon. Đặc mà biệt là cái mùi chà bông nó cũng hấp dẫn, tại mình tự làm. Làm tự làm. Sạch, mình ăn nó an toàn, thấy ngon rồi. Và bên cạnh món ăn này thì chắc chắn là chúng ta cũng cần có thực đơn gợi ý cho buổi trưa ngày hôm nay anh ha. Buổi trưa ngày hôm nay thì là có món tép ram với ba chỉ. Ngoài ra thì có một món canh chua, cải chua. Buổi tối nay thì em gợi ý là thực đơn của mình cũng đơn giản thôi. Món mặn mình ăn là cá lưỡi trâu chiên giòn, canh đậu hũ hẹ và thêm cải bó xôi xào với lại tỏi.